Nếu giả sử thôi, tôi giả sử thôi, bây giờ mà các bạn mà lấy ảnh của Baza các bạn chạy nhưng mà các bạn không lấy hàng của Baza thì Baza report với Facebook rằng là các bạn lấy ảnh bản quyền đấy, là các bạn sẽ bị, có thể là bị mất cái fanpage đấy đấy nha. Thế thì cách tốt nhất là, một là dùng ảnh có bản quyền được ủy quyền, thứ hai là mình tự tạo ra cái ảnh đấy. Rồi, thế làm cái gương chụp, làm cái gương chụp Thế ơi, chứng lên, kiến. make up ăn mặc lên chụp, xong nó dùng app chỉnh. App có nhiều app lắm. Có app thì nó chỉnh cho người nhỏ xinh lại, kéo chân dài ra vân vân. Xong đó gắn logo của mình vào. Nó gắn mã sản phẩm, ví dụ như là BZXYZ gì đấy, BZ123 gì đấy, BCVXYZ gì đấy. Mình tạo ra cái mã đấy, bắn số điện thoại của mình vào để người ta gọi mua hàng. Đó. Nhà các bạn không cần thiết phải dùng cái phương pháp xóa 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 cái logo để điền cái sản phẩm của mình vào đâu. Bởi vì Bazaar là không bán lẻ nên các bạn không sợ. Các bạn cứ bán, các bạn chạy quảng cáo bình thường. Bằng chứng nhé, bằng chứng như là bạn Hải Ánh, bạn ấy chạy 100% ảnh của Bazaar, không chỉnh sửa, không gì cả, cứ lấy ảnh của Bazaar về chạy luôn. Khách mua tới tấp và các bạn bạn ấy cũng không hề bị mất khách. Mà khách hàng bây giờ nhìn thấy cái ảnh mà có cái logo Bazaar đính 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 chìm ấy, thì khách lại rất là tin tưởng, bởi vì họ đã nhận được cái sản phẩm đến một vài lần rồi. Họ đánh giá được cái chất lượng rồi, họ có niềm tin đối với cái sản phẩm đó, đối với cái page đó. Họ cũng có thắc mắc là tại sao cái page Hải Ánh mà lại đi bán cái hàng Bazaar đâu, họ chả thắc mắc gì cả. Họ chỉ quan tâm là hàng đẹp, giá rẻ, đúng hay giao giao hàng nhanh, chấm hết mỗi ba cái đấy đấy. Nó không có thời gian hơi đâu mà đi thắc mắc là tại sao cái pet Phan Anh lại đi bán hàng Bazaar, không quan tâm, đúng không? Nó chỉ quan tâm là ok 300.000 hay 500.000 đẹp, giao hàng thế ưng, mặc lên xinh, xong hôm sau lại chốt phầm phập 5-7 cái sản phẩm nữa đấy. Thế nên là cũng tùy nhá, có bạn thì tôi thấy rất là cầu kỳ, xóa đi rồi tẩy thế này kia, thì tôi cũng không nói là như thế là sai, nhưng mà có thể sẽ mất công cho các bạn. Và tôi đưa ra một cái minh chứng là ví dụ như bạn Hải Ánh, bạn ấy chạy và công ty nói rõ là công ty không bán lẻ, bởi vì công ty bán lẻ là có một cái page tên là Moon và có logo Moon riêng, có tem mác Moon riêng. Đấy, hàng của Baza không bán sang Moon và hàng của Moon thì không bán sang Baza đấy, và không đụng nhau về mẫu mã, nếu có đụng thì sẽ đụng nhau về khác nhau về màu sắc. Và đương nhiên là hàng của Baza là anh Tiến chị Nga là luôn luôn ưu tiên là có trước, Moon ra là cũng phải có sau. Thậm chí là công ty còn 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 rất là chiều đại lý, đấy là hàng của Moon mà bán chạy mà đại lý mà muốn nhập thì công ty vẫn sản xuất cho cơ mà. Vẫn người tặng cho Đấy là một cái hướng rất là tốt để mọi người có thể làm nhé. Bởi vì như này này, khi mà Moon đã chạy quảng cáo, Moon đã bỏ tiền ra rồi ấy, mọi người, tôi khuyên mọi người một cái lời khuyên như này, là ví dụ như Hải Ánh đã chạy hàng Baza, mẫu để bán chạy, các bạn nên bán theo. Đấy là tôi khuyên rất chân thành, mặc dù lời khuyên đấy không không được gọi là thích lắm đối với bạn Hải Ánh, nhưng mà đối với các chị là rất ngon, bởi vì đã có người test cho mình rồi, đã có người thử chuột bạch cho mình là mẫu đấy bán chạy. Thế thì mình có thể không bán được nhiều như người ta, nhưng mình lấy 50-100 hàng về mình bán hết là ngon, mà mình không mất chi phí test, và thứ hai nữa là mình không bị rủi ro. Đấy, đấy là một cái lợi thế rất lớn chứ không phải là nhỏ đâu. Nên là kể cả hàng Moon mà bán chạy, rất nhiều bạn là vào muốn là lấy cái hàng đấy thì công ty cũng chiều đại lý bằng cách là ra cái mẫu đấy cho Baza bán. Và thực ra như thế, đối với mảng bán lẻ của Moon ấy, là Moon bị thiệt thòi rất nhiều. Các bạn nhân viên mà tôi quản lý bộ phận Moon nên các bạn dễ nảy lên, các bạn bảo là bây giờ công ty quyết định như thế rồi, anh Phan Anh đồng ý như thế, bọn em bị thiệt hại vì vì họ không có doanh số. Thế nhưng tôi lập luận khác, tôi bảo là thị trường rất rộng mở đấy, các em bán được một vài trăm hàng vẫn chưa có thấm thía gì cả. Khách hàng của các chị ở đây, 20-30 chị ở đây, còn có những tệp khách hàng khác phải để cho người ta bán. Bao giờ mình sản xuất 1 vạn hàng cơ thì lúc đấy mình bảo là nó gọi là quá hàng, hay là nó thôi thì cái mẫu này nó nát quá rồi, đúng không ạ?
chứ mới có bây giờ mới bán được có mấy trăm hàng mà đã kêu vang cả đầu lên. Đấy, thì đấy là cái mà tôi nói về góc độ hình ảnh các chị nên sử dụng như vậy. Đấy, trong trường hợp mà phương án tiếp theo các chị có thể làm như hôm trước tôi tư vấn với chị Doan ấy, các chị có thể làm theo đấy là các chị mua một cái thảm lông, một cái thảm lông hình màu xám hoặc là màu trắng của tàu nó rẻ lắm, khoảng mét mét rưỡi, xài nó ra. Đấy, xong này phải có đèn nhá, tất cả đều phải có đèn sáng, đèn ánh sáng trắng. Đấy, hắt từ trên cao xuống. Thế xong bắt đầu xải nó ra. Đấy, để kèm bông hoa rồi chai nước hoa rồi cái đồng hồ, tức là phải có một chút cái phụ kiện, hiểu không? Lên mạng xem những cái cách mà nó bài trí. Đấy, cái áo sơ mi đi với cái quần âu hay là đi với cái chân váy. Đấy, gấp vào, xong rồi bên cạnh là cái điện thoại, bên cạnh là cái ví, bên cạnh là chai nước hoa, một cây son môi. Xong bắt đầu ok, xếp ngay ngắn vào. Cầm iPhone để ở vị trí vuông 90 độ chụp từ trên cao xuống. Thậm chí không cần làm logo. Bằng cách là gì? In một cái logo bằng gỗ. Ví dụ như là Ba Gia Thái Bình hay Doan Thái Bình hay là Ngân Hải Phòng gì đấy, ok. In một cái logo bằng gỗ hoặc là cầu kỳ những chị Nga chị còn làm cái logo bằng đèn led cho nó nhấp nháy à, để bên cạnh cái trong cái khuôn hình đấy, chụp phát đăng luôn, đỡ mất công chèn chiếc, hiểu không ạ? Tiết kiệm thời gian hết sức có thể. Xong rồi cho vào app chỉnh tăng sáng lên một tí đấy, để cân bằng một tí. Xong bắt đầu có app làm mịn da, nếu mà có mẫu làm mịn da một tí. Thế thế rồi bắt đầu là đăng. Thế là đăng đăng xong đăng đấy là đăng ảnh thôi, chưa xong đúng không? Nó còn phải một cái nội dung quảng cáo, nó gồm hai phần chủ đạo là phần hình ảnh và phần 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 gọi là phần phần chữ viết, đúng không ạ? Vâng, thế thì đây tôi sẽ mở cái nhóm đây cho các bạn xem. Đó. Ta sẽ nói trên cái ví dụ cụ thể luôn cho nó dễ. Ví dụ như là các chị bán lẻ thì chúng ta có thể tham khảo page của Moon. Tham khảo page của Moon. Ok. Các hình ảnh của bên bên Moon thì cũng đầu tư cũng khá là tốt. Đấy. So với các nhãn hàng khác thì cũng ở mức cũng 19 một người. Chúng ta sẽ thấy là tất nhiên những cái hình ảnh như thế này thì đòi hỏi có người mẫu này, có người chụp ảnh này, xong có người chỉnh sửa nó, đi qua ba cái công đoạn và nó đẩy chi phí lên rất cao. Thì các bạn mà nếu mà các bạn mà tự chụp thì cái chi phí đó các bạn phải gánh. Còn nếu mà các bạn mà làm với các hãng họ có thì nó cũng đỡ hơn rất nhiều. Đấy. Các bạn nhớ rằng là cái phần hình ảnh ấy, nó là cái phần rất là quan trọng, bởi vì mua hàng online là người ta mua bằng hình ảnh, người ta mua bằng video, người ta mua bằng mắt, chứ người ta không sờ được, không cảm nhận được. Đấy, cho nên là cái hình ấy, nó ăn hình cái nào cái bộ đó bán sẽ rất là chạy, cái bộ đó bán sẽ rất là tốt. Thế thì khi mà chúng ta đăng một cái bài viết lên, các bạn nhìn thấy ở đây ạ, chúng ta để ý này, khi mà chúng ta đăng một cái bài viết lên thì nó bao giờ nó cũng sẽ hiển thị phần hình ảnh một cái phần diện tích rất là lớn, sau đó nó mới đến cái phần ngôn từ ở phía bên trên, và chúng ta nhìn nó chỉ rơi vào khoảng 6 dòng text trước khi bấm vào phần xem thêm ở trên bản máy tính, còn ở trên điện thoại thì nó chỉ có 3 dòng thôi. Và hãy nhớ rằng là họ sẽ dừng lại ở hình ảnh trước khi họ đọc, họ không đọc trước khi xem ảnh đâu. Vì vậy hình ảnh là phải thu hút nhất. Thu hút ở đây có thể là gì? Có thể là cô người mẫu xinh,
có thể là cái mẫu hàng đẹp, có thể là cái bối cảnh chụp nó sang trọng, có thể là cái câu chuyện, cái cách chụp nó lạ. Thế thì thí dụ như tôi nói là thực ra thì với cái phong cách thời trang Moon hay Baja đang chụp ấy thì nó mới chỉ là ở cái mức độ lành lành thôi. Lành lành tức là gì? Cũng thuê người mẫu, cũng chụp thế này thế kia. Còn để mà nói là nó đã xuất sắc chưa thì tôi không dám bình luận, bởi vì với một cái người mà có cái sự sáng tạo và phong cách crazy thì tôi muốn là nó phải lạ hơn nữa, nó phải shock hơn nữa thì cái người mà người ta xem quảng cáo người ta mới dừng lại, đúng không ạ? Chúng ta nên có những cái sự thu hút. Đấy, chúng ta nên có những cái sự thu hút bằng cái quá trình làm hình ảnh, bằng cái concept. Các bạn nhìn thấy những cái mẫu mà bán được cái là chạy hình ảnh đẹp và chạy lên là nhìn bình luận nó nhiều ngay luôn. Ví dụ như là đây là cái này, bộ sưu tập tháng 7 này, cái mẫu này bán cũng rất là ok. Lượt bình luận rồi lượt xem các thứ rất là nhiều. Đó. Rồi, thế thì bây giờ đến phần ngôn từ, cái phần chữ viết, phần ngôn từ. Thì mọi người thích viết cái gì thì viết nhá, tôi thì tôi không quan trọng. Nhưng mọi người phải nhớ rằng là mọi người đặt cái vai trò mình là khách hàng thì mình muốn đọc cái gì, mình muốn nhận được cái thông tin gì. Thí dụ như là về màu sắc, về chất liệu, về giá cả, về khuyến mại, về cam kết bán hàng, về cái cách thức giao hàng và một vài cái câu kiểu như là dẫn dắt, kiểu như là thanh xuân như một ly trà đấy. Bây giờ nó là cái câu mà nó là một cái câu cửa miệng rồi. Thế là mình cũng biết một cái câu như vậy, hay là em đẹp không cần son phấn, hay là tuyên ngôn của tôi, hay là phong cách của tôi, kiểu như thế. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái câu từ để chúng ta tạo sự thu hút. Hoặc đôi khi đơn giản chỉ là gì, mọi người ơi, muốn mua cái hàng này hãy để lại một dấu chấm. Thế là nó chấm xong nó vào gửi báo giá. Hay là hôm nay khách hàng đã đánh tôi, khách hàng đã chửi tôi, khách hàng đã muốn dọa đốt cửa hàng tôi bởi vì là tôi giao hàng muộn, bởi vì mẫu này đẹp quá cháy hàng, tôi không kịp hàng để giao. Những cái ngôn từ chúng ta viết làm sao để tăng sự tò mò, tăng sự kích thích, tăng sự hấp dẫn. Chứ nó không có tiêu chuẩn là viết như thầy Phan Anh mới là hay viết như Baza mới là hay. Mà mọi người viết như thế nào thu hút được khách hàng của mình và chốt được đơn hàng. Đấy. Và kinh nghiệm của tôi là nên có một số cái câu kiểu dạng như là câu dẫn, câu giật tít, tiêu đề. Sau đấy là kèm theo các nội dung về bán hàng luôn. Chứ đừng kể chuyện dài lê thê một trang A4, bởi vì hình ảnh nó đã nói lên tất cả rồi, đúng không? Thậm chí trên hình ảnh như này, đây trên hình ảnh như này, đấy, mã gì MA133 MCV321, thậm chí chất liệu gì phẹt lên luôn vào đây đấy, rồi thì size số đủ size đấy, rồi thì phù hợp ngành nghề gì, thì bắt đầu mình mới viết mô tả trên từng bức ảnh để mà mình chạy cho nó hiệu quả. Vải là vải gì, đúng không ạ? Phù hợp với bối cảnh như thế nào. Và đối với khách hàng thời trang nữ thì chúng ta nên sử dụng ngôn từ nó nhẹ nhàng một chút, nó lãng mạn một chút. Đấy. Hiểu ý không ạ? Bởi vì phụ nữ mà phải nâng như nâng ép, hứng như lao ấy. Rồi mình có thể tìm những cái cảm hứng. Mình có thể tìm những cái cảm hứng để mình viết. Ví dụ như thời điểm này nó đang có những cái hot trend gì, thì mình sử dụng cái hot trend như vậy thì họ có xu hướng là họ sẽ dễ dàng dừng lại,
đúng không? À, chụp một cái ảnh đưa lên, thầy vẫn nói nhanh đi nhanh lại cái câu này rồi đấy, là ước gì mình có ông ngoại cho tiền mua thời trang nghỉ, hay là ước gì mình có ông ngoại mua thời trang mà không phải nghỉ, đúng không? Thì cái ăn theo một cái trend là trend về ông ngoại, là ông ngoại tiêm vaccine rồi. Và hình ảnh ấy thì nó phải rất là tối ưu, thu hút, đúng không ạ? À, có yếu tố về sexy càng tốt nhé. Các chị đừng nghĩ rằng là kín đáo không phải là cái sexy. Đấy, một cái cô người mẫu xinh, một cái cô người mẫu có số đo 3 vòng chuẩn, đấy, thì đã là một cái sự sexy rồi. Hoặc là cách mà chúng ta mặc, chẳng qua đồ của bazaar hay là đồ thời trang của chúng ta, đồ công sở, thì nó có xu hướng là kín đáo thôi. Chứ còn nếu mà ví dụ chúng ta mặc một cái áo sơ mi cho người mẫu, đúng không, và chúng ta không cài cúc chẳng hạn, thì rõ ràng là một cái hình nó rất là sexy, nó sẽ có xu hướng view cao hơn rất nhiều. Đấy. Đây các bạn nhìn thấy là ví dụ như bên Baza viết quảng cáo thì cũng rất là ngắn, vài câu vài dòng thôi, cũng sau đó là, hoặc là bạn Hải Ánh đúng không ạ, đây ạ. À, thời trang Hải Ánh. Đấy, toàn là pết nhà mình nhá, cây nhà lá vườn nhá, không 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 gọi là không lấy ví dụ ở bên ngoài. Đây ví dụ như là Hải Ánh bán thời trang của Ba Gia đây, chạy nguyên ảnh của Ba Gia không chỉnh sửa gì, cứ thế bê lên chạy luôn, rất nhàn. Đấy, nội dung đây cũng áo bao nhiêu, giá chân bao nhiêu, phang giá thẳng luôn, giá gốc là bao nhiêu, giá khuyến mại là bao nhiêu. Đấy. Lụa sa tanh Nhật, tông màu hot trend kết hợp chân váy tông suede tông. Vâng. Thôi cứ viết tông suede tông cho nó dễ đúng không? Viết tiếng Anh là ton sơ ton thì bọn nó lại đọc và đếch hiểu. Ừ, thôi cứ nông văn dân cho nó dễ. Rồi, size SML, hàng y hình, chất siêu mát, ship code 20k một đơn, miễn phí từ 2 chiếc trở lên. Chị nào nhanh tay có phần, số điện thoại, tuyển sỉ, xong. Đây, chạy rất là hiệu quả.